giáo sứ, nhà thờ chính tòa, sư, các thành viên. Chúng ta đang ở trong tháng 11. Ngày 1 tháng 11 lễ các thánh những vị đã qua đời làm thánh trên nước trời. Ngày 2 tháng 11 chúng ta tưởng nhớ tới những người đã qua đời và cầu nguyện cho các linh hồn, các đặng linh hồn ở dưới địa ngục để họ cũng sẽ trở về trời. Và mỗi người chúng ta ý thức tháng 11, tháng cuối cùng của thiên lịch phục vụ. Bởi hôm nay, ngày 15 tháng 11, chúng ta là Chủ nhật 32 và tuần tới là Chủ nhật 33 tuần tiên tôn kính trọng thể các thánh của đạo Việt Nam, và ngày 29 tháng 11 là Chủ nhật đầu tiên của tiên lịch phục vụ mới mùa hồng. Chính vì thế chúng ta có cơ hội để suy tư về bốn sự sau, đó là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hòa hợp. Ngày khi chúng ta còn học giáo lý rước lấy lần đầu, chúng ta được dạy cho biết hỏi bốn sự sau là những sự gì. Thưa, bốn sự sau là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hòa hợp. Bởi mọi người ai cũng phải chết, mọi người ai cũng phải ra trước tòa Chúa để chịu phán xét theo những lương tâm và theo luật Thiên Chúa ghi tạc trong lương tâm của con người, và đồng thời sau đó là hoặc thiên đàng hoặc là hòa hợp, mọi người hoặc thiên đàng hoặc hòa hợp. Chính vì thế đó là bốn sự sau của cuộc sống con người: sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hòa hợp. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang ở trong bầu khí của đón chờ ngày lễ Chúa Kitô làm vua. Ngài sẽ là vua toàn thể vũ trụ ngày Chủ nhật cuối cùng của tiên lịch phục vụ. Và chúng ta cũng ý thức được điều này là chính mỗi người trong chúng ta cũng đang từng bước tiến về cõi đời. Mỗi một ngày qua đi là một bước chúng ta bước gần tới cõi đời hơn. Và chính vì thế bài tin mừng hôm nay cho chúng ta sứ điệp mà Chúa gửi đến cho chúng ta: hãy tỉnh thức. Trước hết, hãy tỉnh thức bằng cách hãy sẵn sàng. Thứ hai, hãy tỉnh thức bằng cách hãy đáp ứng những điều kiện để bước vào cõi đời đời. Và thứ ba, hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng cách ý thức rồi thì chúng ta sẽ ra trước tòa Chúa để chịu phán xét, và lúc đó chỉ có chúng ta đối diện với lương tâm, đối diện với Thiên Chúa, chúng ta không thể mất dầu của người khác được nữa. Chính với những ý thức này, chúng ta chuẩn bị để tổ chức đời sống của chúng ta như là những cô trinh nữ khôn ngoan. Trước hết, những cô trinh nữ khôn ngoan ắt hẳn là đã đến nơi mà quy tụ để chờ đợi chàng trai mới. Các cô bỏ nhà đến nơi quy tụ để ở đó đợi chờ chàng trai mới. Thứ hai, phải có những điều kiện của tiệc cưới, chắc hẳn phải có áo cưới. Và như bài tin mừng hôm nay, không chỉ là giàu, không chỉ là đẹp, mà còn cả giàu nữa để có thể thắp sáng cuộc đời của mình khi đón chàng trai mới. Và thứ ba, ý thức được rằng chàng trai tới sẽ phân định xem với sự sẵn sàng tỉnh thức chúng ta sẽ vào tiệc cưới, hay với sự vô tâm không chuẩn bị sẵn sàng như là các cô trinh nữ thở dài, chúng ta sẽ bị loại ra ngoài. Ở đây chúng ta có thể ý thức điều này: bầu sợ các con không mở,
Còn ngày các con không biết thì con người sẽ đến. Quả thật thì trong một xã hội của chúng ta qua bước tiến của khoa học, của kỹ thuật và đồng thời nâng cao tổ chức đời sống của nhân loại, của con người với những định chế của trần gian đã trở thành một đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta và chúng ta cảm thấy khá an toàn trong cuộc sống này. Một ngôi nhà vững vàng bởi bê tông cốt sắt, một chiếc xe bốn bánh an toàn trong di chuyển, rồi thức ăn thực phẩm chúng ta chọn lựa những thức ăn an toàn cho sức khỏe, rồi có các nhà thương, có các bệnh viện sẵn sàng để can thiệp giúp chúng ta sống khỏe. Thêm nữa là những bảo hiểm y tế, rồi những an sinh xã hội giúp cho chúng ta cảm nhận được cuộc sống ở trần gian này là khá an toàn. Bởi chúng ta quên ý thức được rằng cuộc sống này là khá an toàn nên chúng ta vô tình vô tâm không sẵn sàng như là tâm vô trình nữ khở dài để Chúa đến lúc chúng ta không ngờ vào ngày chúng ta không biết chúng ta phải đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa để rồi sau đó là thiên đàng và quả ngục. Đức Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất năm 1978 được bầu chọn làm giáo hoàng. Chỉ 33 ngày sau ban sáng, người ta không thấy ngài tới nhà nguyện để dâng lễ, ngài đã chết trong phòng riêng. Ở gần đây ta nhớ đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân của giáo phận Vĩnh Long đang cùng chia sẻ chuẩn bị để lễ Tết Trung Thu. Đột quỵ, ngài cũng xuống và ra đi. Ở đây chúng ta thấy có cha cố An Tô Nguyễn Thanh Minh, cha cố của cha Tổng Đại Diên, cũng là cha sở của nhà Phật chính tòa. Ngài đang khỏe phục vụ tại giáo sứ vô nhiễm kênh V1. Sáng sớm không thấy ngài ra dâng lễ, người ta bảo thấy ngài đã qua đời. Anh chị em hiện diện đây chắc hẳn còn nhớ cha quản lý giáo phận cha Francisco Sang của Hoàng Đình Mai. Sáng không thấy xuống ăn sáng, chạy lên thấy ngài đã chết rồi. Bảo giờ các con không ngờ vào ngày các con không biết con người sẽ đến. Chính vì thế chúng ta phải luôn chuẩn bị, luôn luôn chuẩn bị. Trước hết chúng ta chuẩn bị bằng cách hãy chu toàn bộ bộ phận của mình. Bộ phận của chúng ta bày tỏ chúng ta là ai, và bởi chúng ta là ai nên chúng ta làm gì, và bởi chúng ta là ai và làm gì nên chúng ta tương quan với người khác như thế nào. Cụ thể, tôi là chồng, tôi có bộ phận của người chồng, và bởi tôi là chồng, tôi có tương quan với vợ tôi, và đồng thời tôi là chồng, và đồng thời kết hợp với vợ tôi sẽ trở thành những người cha trong mối tương quan với các con của tôi. Chính tôi là ai thiết lập trong cái mối tương quan mà chúng ta có bộ phận, bộ phận của người chồng đối với vợ của mình, vợ cũng vậy, con cái cũng vậy, anh chị em cũng vậy, và tất cả chúng ta hiện diện ở đây chúng ta đều có những bộ phận của riêng mình bắt nguồn từ tôi là ai trong tương quan để tôi phải làm gì. Và từ đó chúng ta cố gắng chu toàn bộ phận của chúng ta, đó là cách tốt nhất để chúng ta biểu lộ chúng ta luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Thì Chúa Giêsu đã nói phúc cho người thầy tớ khi chủ về mà thấy ta đi làm việc vất vả phục vụ anh chị em, chủ cũng sẽ tín nhiệm người với đó. Cho nên việc đầu tiên chúng ta nhắc nhở nhau là hãy chu toàn bộ phận ngay bây giờ vào lúc này của ngày hôm nay, bởi ngày mai không biết chúng ta còn sống trên cõi đời này nữa không. Điều thứ hai, Thánh nhân Alfonso có đưa ra một cái lời khuyên để cho các tín hữu chuẩn bị đón chờ Chúa đến trong giờ chết.
thấy rằng ngay bây giờ điều mà trên sở trong sở chết tôi phải làm, hãy làm ngay bây giờ công việc mà sở chết tôi phải làm. Thứ hai, hãy làm ngay bây giờ những công việc mà khi chết tôi muốn làm mà không làm được. Thứ ba, hãy làm ngay bây giờ những điều mà khi chết rồi tôi làm không thể làm. Đó chính là điều mà chúng ta luôn nhắc nhở nhau để sống bài tin mừng hôm nay trong tháng 11, tháng hiệp thông, tháng nhớ tới 4 sự sau, để chúng ta chuẩn bị tâm hồn cách tích cực nhất cho việc sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Và chúng ta hãy luôn luôn tự vấn lương tâm, luôn luôn tự vấn lương tâm để những gì cần giải hòa với Chúa, chúng ta hòa giải với Chúa. Những gì cần hòa giải với anh em, chúng ta đến với anh em để hòa giải với anh em. Trên đường đi kẻo ra trước quan tòa sẽ đổ ngươi cho lý hình, và các ngươi sẽ phải ở trong một tối đầy khóc lóc nghiến răng cho đến khi trả đồng bạc cuối cùng. Hãy ai hòa giải với Chúa, với anh em và với chính mình. Riêng bản thân của tôi xin chia sẻ, tôi cùng với cha đồng vào trong trung viện Hà Tĩnh của Châu Đốc năm 1966. Lúc đó tôi với cha đồng cùng tuổi, 11 tuổi, và cha xuống xe Hoàng Minh Đường, bây giờ mình đã trên 91 tuổi, ngài đang phục vụ đại giáo tại núi Đức Mẹ, núi Cuối Sơn Đồng. Ngài dặn chúng tôi như vậy: mỗi khi chúng con bước vào trong hồn đèn ban tối, chúng con hãy ý thức đây là ngôi mộ của chúng con, và chắc chắn một điều là không biết ngày mai chúng con có đứng dậy hay không. Trước khi ngủ, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng ngoại hại. Điều thứ hai, mỗi lần tôi đi tham dự cái lễ ăn táng của các linh mục, tôi nhắc nhở chính mình về mỗi sự gì đó. Mỗi lần chúng ta đi dự lễ ăn táng của anh em, chị em, bạn bè của chúng ta, và riêng giáo sĩ Trịnh Tòa, chúng ta được mời để đi đọc kinh số, đi cầu lễ trong dịp lễ số của người thầy người kia. Đây là cơ hội để chúng ta đối diện với cái chết, nhờ đó chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Và điều thứ ba, tôi cũng xin chia sẻ là từ một cái câu nói rất là nổi tiếng của một cái bestseller book của nước Mỹ năm 1991, Tuesday with Morris, nói rằng hãy học cách sống bằng cách chuẩn bị cho cái chết. Hãy học nghệ thuật sống bằng cách chuẩn bị cho cái chết. Learn how to live by learning how to die. Hãy học nghệ thuật sống bằng cách chuẩn bị cho cái chết. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta kính nhớ đây các tiền bối của giáo phận Long Xuyên, từ giáo hội đến các linh mục, các tu sĩ giáo dân, trong đó có một kinh công bà cha mẹ của chúng ta, có những linh mục mà rất thân thiết với chúng ta như là cha cố Bio đây, vân vân. Đây là cơ hội để chúng ta cầu nguyện với các ngài, cầu nguyện cho các ngài, và chúng ta ước mong với niềm hy vọng chúng ta sẽ được phục sinh với các ngài trên đất trời. Mỗi thánh lễ chúng ta thực hành là một bài học để chúng ta luôn